toàn thể anh em nha. Thì anh em cũng thấy cái tiêu đề của cái clip này đấy, là hôm nay mình sẽ đi tắt cái quả trứng này, bởi vì mình không có leo rank cao nữa, mình chỉ ở rank thấp, mình chơi vài trận rồi mình off game thôi. Đấy, nên mình cũng không cần trứng làm gì. Rank cao thì trứng rất là ngon, nhưng mà rank thấp thì đâu có deck nào đâu mà lên vàng son nhiều. Đấy, giờ tắt luôn. Chừng nào có ý định lên rank cao lại thì tách con gan ra lấy lại quả trứng. Rồi, giờ tách nghỉ trứng đi. Cả 3 tháng nay luôn, gần 3 tháng nay mình không dùng quả trứng luôn á. Thu hồi. Rồi, mảnh ghép GR225 là đủ 599 mảnh. Đấy, 599 mảnh rồi, vô. Rồi, không phát nữa. Rồi, ok, 600 mảnh nha anh em. 600 mảnh GR. Đâu rồi? Chúng ta sẽ vào thần tích đúng không? Đúng rồi, ở chỗ thần tích. Mở tắt quả trứng xong rồi đỡ lại quả trứng nữa, hảo hán luôn. Này, con gan GR này nó mắc quá anh em. 600 luôn. Thôi kệ. Con gan GR này con xài cho nét thiên sứ sa ngã được. Còn cái quả trứng kia mình hết xài luôn rồi. Không sử dụng. Đây, giờ phải tỏ sáng nó anh em à. Tỏ sáng nó nhìn nó VIP pro hơn đúng không? Đấy, tỏ sáng nó nè. Đồng ý tốn nguyên liệu. Ok luôn, tỏ sáng luôn, chụp hình cái nè. Rồi, hảo hán luôn. Rồi, bỏ nó vào deck thôi anh em. Như đây đúng không? Gan GR vào. Nhìn xỉnh liếng. Mất quả trứng rồi. Vứt quả trứng mẹ. Bỏ gan GR vào. Chắc bỏ lá nào ra ta. Gan GR. Gan vào. Mà cứ vứt đôi. Lên deck thiên sứ sa ngã đó. Rồi, bỏ gan GR vào deck thiên sứ sa ngã đấy. Đây mới là cái vấn đề quan trọng đấy. Lấy gan gì để chơi thiên sứ sa ngã là quá hợp lý luôn anh em. Chơi vậy chứ chơi sao nữa. Đâu rồi? Chắc sẽ bỏ lá kiếm hộ vệ. Bỏ kiếm hộ vệ ra nha anh em. Bỏ kiếm hộ vệ. Lấy gan GR. Quá hợp lý luôn. Ngon lành liền. Em coi nè. Đây, đây là deck thiên sứ sa ngã của mình nha. Anh em nào có đam mê cho thiên sứ sa ngã thì có thể build theo nha. Đây, 40 lá thôi anh em. Đây, dung hợp nè. Rồi, hết. Dùng con này để lấy cái lá. Lấy lá gì ta? Lá nhịp điệu rồng nha anh em. Con 4 sao này nó cũng mạnh lắm á. Định tiến cấp nó lên trước tới rồng. Trong thời gian tới chắc sẽ tiến hóa nó. Nó nằm ở trong di tích nâng cấp hay sao á. Đúng rồi. Giờ vô thị hữu. Thị hữu có chơi không ta? Chơi luôn. Rank thấp mà. Bỏ vô deck thị hữu luôn. Đánh gì cho nó ngầu anh em. Bỏ lá nào ra ta? Lá này là mắt trọng lực. Nhà giam xám xịt. Mắt trọng lực hả? Mắt trọng lực. Mắt trọng lực. Mắt trọng lực là cái gì ta? Delta. Thảo bất mẹ đi. Rồi, ok. Chơi sexy luôn. Ổn không ta? Chắc cũng ổn á. Đâu còn deck nào nữa không? Sẽ còn deck xe lửa nè. Bỏ vào deck xe lửa luôn. Xe lửa không? Bỏ con gì ra ta? Xe lửa. Bỏ một bộ ba cái rối ra đi. Cái rối nhiều nhiều đi. Deck xe lửa này cũng lâu lắm rồi không chơi lại. Phù thủy có đâu nè. Đi hero đúng rồi. Phải bỏ vào đi hero anh em ạ. Bỏ vào đi hero là hợp lý đấy. Đi hero không? Thôi để lại. Bỏ cái con bé đi ra. Rồi ok. Rồng trắng hả? Rồng trắng này là rồng trắng mình mix family nha anh em. Cũng yếu mà cũng không mạnh đâu. Quăng vào đi, từ từ tính xong. Gió thơm. Bút vô luôn. Chơi hết anh em. Tiếp nào cũng bỏ được con đó được vô. Nhảy lên sân. Rồi, bỏ vào hết rồi. Nhìn xịn thì chứ. Ok. Kết thúc video nha anh em. Bye bye.